1, 2, 3, kêu. Ở đây trung tâm nè, quá trời luôn nè. Cái bò lúc nhúc luôn nè. Một con nè. Trộn lên cho đều. Đó, mình dạy con phải vậy nha. Cắn cái đầu nó ra nha. Sao tim lần này lúc này nó đập nhanh quá chú ơi. Trưa trời nắng á, cô dẫn mấy đứa ra đây uống dừa nha. Dạ. Con thấy cái hoài này bự này mẹ, chặt đi. Cái trái này còn non xèo con ơi. Mẹ thấy cái hoài dừa xanh bên kia nó già vừa uống kìa. Mẹ thấy hoài dừa xanh này được rồi tụi con. Ủa mà sao cái dừa gì mình lỗ lỗ không vậy? Ủa? Đúng rồi. Rồi, cái dừa này bị đuông tấn công rồi mấy đứa ơi. Vậy làm có một ổ đuông ở trong cái thân dừa á. Vậy mình chặt đi mẹ. Rồi mình chặt ra lấy đuông mình chiên ăn. Không, sức mẹ không thể nào mà chặt nổi cái dừa này. Bây giờ mình chạy vô kêu cha ra đốt cái dừa này xem coi trong có đuông không nha. Dạ. Mà có thấy còn cái dừa nữa kìa. Rồi luôn rồi, hai cây sát bên luôn. Trời ơi, vậy nó bị lây hả? Hôm nay á mẹ lâu ra vườn quá nên bây giờ đuông nó tấn công mấy cái cây dừa ổn quá hả? Mình trồng nó cây dừa mà lớn cỡ này mất rất là nhiều thời gian luôn. Tụi con thấy không nè, nó chui trong cái lỗ này nè. Cái dừa con này chắc uống ngọt lắm á. Rồi cha, chạy vô kêu cha liền cha. Ở đâu cha? Đây nè cha. Ôi cái dừa. Anh thấy gì không? Hôm nay lâu quá không có ra thăm vườn, mấy con đuông nó ăn sạch cây này rồi. Cái này đúng là bị đuông thiệt rồi nè. Cây bên kia nữa kìa. Mà bên kia nữa kìa. Rồi hai cây luôn hả? Nó tiêu rồi. Rồi vậy hôm nay là giờ là lại với Tài biết ăn đuông dừa không? Chưa biết. Chú ơi, con chưa ăn đuông dừa. Chưa ăn, con ăn thử đi, rất là ngon. Lúc trước cô không ăn mà cô biết ăn rồi, cô thèm luôn á. Thôi bây giờ là chú lên là chú đốn hết hai cây dừa này coi được bao nhiêu đuông nha. Chờ lớn kìa chú. Chứ giờ nó hư rồi, vài bữa nó cũng sầm rồi con nó, ơi. Nó ăn vô tới cũng không dừa là cây dừa cũng chết hả? Bây giờ còn nhỏ mình đốn luôn đi. Hay mình chặt nước dừa uống đi. Giờ bà cưa xuống cho mấy đứa uống dừa trước đi. Rồi nó ăn mấy cái dừa này thúi hết luôn nè. Thúi quá. Ôi, mấy cái bẹ này nó ăn mục hết luôn nè. Trời ơi. Mấy đứa tay chân phụ chú kéo mấy bạn. Ôi, tại vừa ấy ra có con đuông nè. Trời ơi, mặt đất hơn. Em mở tay. Vừa tét ra cái con đuông rồi, trời ơi, đuông bự hết hồn luôn. Coi chừng cái miệng nó cứng dữ lắm á nha. Cái miệng nó cứng rồi, cắn ha. Này con già đừng bóp, không đừng bóp. Ghê quá. Chú đưa đi cắn thử coi đồng chú. Tại. Trời ơi, tại dám cắn không? Nè. Con à, không dám đụng trời ơi. Rồi vậy là cây dừa này đuông dữ dằn lắm nè mấy đứa ơi. Giờ ba lấy xuống cho mấy đứa lấy ra nha. Ôi đây nè, nè tóc bẹ nè. Tìm ra coi có nè. Những cái lỗ này là nó ẩn nắp nó cắn vô nè. Vậy nè chú thấy cái kén nè mấy đứa thấy không? Nè cho con ơi. Từ từ phải lấy dao, lấy dao này ra. Ôi ơi. Có đây có trống không? Có kiến. Con ơi. Rồi Vinh gỡ ra đi Vinh. Ôi lần đầu tiên là ba thấy đuông dừa. Con này nó tiến hóa rồi, nó không phải con nhộng nữa. Nó sắp thành con đuông bay rồi đó. Ở nhúc nhích luôn nè, còn sống. Nó còn sữa kìa, ngon lắm á. Rồi mình được hai con rồi nè. Bây giờ ba cưa tiếp chỗ này coi còn không. Rồi cái chỗ này nó có một bè thôi mà nãy giờ được hai con rồi nè. Ủa, đây con nè. Để cho chú mở nè, chú chân. Nè, rồi ai cảm giác. Ai không chưa biết cảm giác, mở đi. Mở từ từ chừng con bể. Con nhộng hay là con tiếng hóa? Nhộng nữa rồi. Cái này con này nó sắp bay được rồi đó. Đúng rồi, có cánh nè, có râu rồi này kia ra đầy đủ nè. Nếu mà thí nghiệm ăn con này em nghĩ nó sẽ sẫm hơn con này á anh. Tại vì nó cũng hết chất bổ rồi. Để bà chặt thêm nha. Con đuông á anh, trời nó mập. Còn không biết còn không ta. Ôi cái con. Trời ai mở nghe lại đi. Cho lại mở đi. Ôi con này nó đi rồi. Rồi, nó đi phía sau. Nó đi phía sau đúng rồi, có cái lỗ phía sau. Hết rồi. Chưa tiếp bè thứ hai coi. Ồ vậy là. Đây nó chết bên này. Cái bè này là nó khô luôn rồi. Cái bè này chắc mày nghĩ khó lắm. Ê nhúc nhích kìa anh. Đây. Anh biết thằng ấy chưa? Trời ơi con này nó thành con đuông có cánh luôn nè. Ôi ơi. Thôi nè. Thôi mà bỏ vô coi mình bắt được bao nhiêu con. Đúng rồi. Để mình tổng kết lại con cắn con kia thì sao anh? Không có cắn đâu. Con này chắc nó cứng á. Con đó nó tiến hóa rồi. Nó là đồng đội nhau. Ôi ơi. Quá trời luôn nè. Wow. Ôi mới nghĩ cái là có một con này. Hai con luôn. Nó biến thành con trái chưa? Nó còn con nhộng. Con này là nó còn con nhộng. Ôi. Hai con nhộng luôn. Trời ơi, mặt nút luôn. Ừ. Đã. Hình như nó tin đi mà đấu thoát được mình. Bây giờ là mình đếm coi cây này nó bao nhiêu con nha. Ok. Nó tin đi kìa. Ôi, đây nó có mấy cái lỗ nữa nè. Ôi. Đây nè. Nó có cái kén này nè. Lại.
vô tầm ngắm của chú rồi, sao hót được. Sao lại đi? Sao lại kén rồi ta? Không có kén rồi. À như nó đi rồi. Mà phải lấy chú cưa xuống luôn. Thầy coi dưới đây có không? Ê, nó bò lúc ở dưới á. Ờ, đúng rồi, con cũng thấy rồi kìa. Kìa. Đây nè, thấy không, nó bò kìa. Ừ, lấy ra. Ừ, nhích nó ra luôn lại. Ừ. Đừng bể này lại. Đó, rồi. Ra với anh đi con. Wow, được 7 con rồi nha. Ôi, con này trắng nhất luôn á. Ừ, nó còn non á. Thôi hết. Ê, còn gì đây? Ừ, kìa. Con nè. Có không? Lúc Nguyễn không có không anh? Có. Ờ, nó còn có. Rồi, Thành đuốt luôn rồi. Con bỏ dừa. Ờ, con nó Thành bỏ dừa luôn rồi, nó còn cắn luôn rồi. Bỏ dừa đi. Mình như con này hơi còn hơi ít. Trời ơi trời. Sợ tên này, sợ nó tên. Con này nó muốn đau lắm. Một đứa sợ mà một đứa bỏ thao luôn, các bạn ơi là biết cỡ nào rồi. Rồi, trên đây mà cũng có con gì nữa nè. Con gì á? Con trùng. Ơ vậy con trùng nó vậy đó. Con trùng nó trên đây nữa nè. Ủa? Ôi con này không phải con trùng. Điêu con, điêu. Điêu điêu đúng rồi. Trời điêu điêu. Đáng điêu điêu hả? Nó độc lắm á. Không, điêu điêu này nó không có độc, nó không cắn được. Độc không sao phải không? Do trời mưa nó ủ nó chứa trọng á. Trời cây mà sao bò được hay ta? Ôi, nè. Lại. Có cái kén nè. Kén này chắc nghi có con bò trọng bự quá. Ơi rồi luôn. Thôi anh ha. Thôi nó mồi cũ quá vậy. Ôi, ông chú. Ôi đây nè. Ôi. Trời ơi, con này bự. Cái con này bự khổng lồ luôn nè. Đây có con đuông nữa nè. Rồi con này cũng thành đuông luôn rồi. Ủa lát cái này có con hổ dừa mà. Anh cũng không biết là nếu mà đuông mà nó chưa ăn tới cũng hổ dừa là cái dừa này còn sống, còn nếu mà nó ăn tới rồi cái dừa này chết luôn á. Nhưng mà mình giả bẹ vậy rồi sao sống được. Nó sẽ từ từ mọc ra bẹ mới à. Rồi tới bẹ này nè, không biết có không nha, hồi hộp nha. Cố lên. Ô, có cái lỗ. Có lỗ kìa. Có cái lỗ rồi, vậy là chắc nó đục vô tới cũng hủ luôn rồi, cái lỗ nè. Sao rỗng rồi. Rồi, chắc nguy cơ cái dừa này hết cứu quá. Vậy là lát nữa mình có con hủ ăn à. Đúng. Không biết còn với mấy con đuông nữa. Ôi, nó ăn cái bẹ này lủng lỗ vô đây luôn nè. Vậy là nó ăn xong nó đi rồi. Ôi. Cái bẹ này không có con nào rồi. Có thằng bạn chạy rồi. Ôi. Đây. Vừa chặt ra có con nữa nè. Lấy thao Trang ơi, lấy thao. Rồi, chỗ này vô trung tâm của nó rồi. Rồi cái lỗ tại quầy luôn. Rồi mấy cái củ hủ vừa rồi. Nó ăn sạch cái củ hủ rồi. Ôi, đây nè. Rồi con này còn non nè. Con này còn non xèo luôn nè. Nó chán ngọt căng nè. Đúng rồi, căng mọng sữa luôn. Có điều nó hơi nhỏ con. Trời ơi, trong đây là nó thúi hết luôn nè. Giống như là nó bị thối rửa. Rồi. Ôi ơi. Có không? Nó nhũng ra luôn á. Ôi, nè. Đâu? Cái con này còn nhỏ xíu luôn nè. Nó giống như là mấy con dồi vậy luôn á. Dám bỏ miệng ăn không? Thôi. Trong đây là cái củ hủ dừa nè mà nó ăn banh luôn rồi. Giờ giống như cái hang cua tòng phọc luôn rồi. Nó phân quỷ luôn nè. Phân quỷ ra thành mấy cái mùng này nè. Ghê thiệt chứ. Cái này nếu mà mình bón phân qua đậu tốt lắm á. Ừ. À, đây một con nữa nè. Đâu? Rồi vậy cho chú ăn hai con đó. Con ăn hai con này. Bự dữ vậy Trang. Con này con nhộng nhỏ xíu à. Con sợ ăn không hết luôn. Ai thêm một con tí hon nữa. Thôi giờ chặt ngang luôn nha. Đúng luôn đi. Xuống dưới mấy đứa đốn nha. Đúng luôn. Thôi đây con nè. Con này trưởng thành rồi. Đây nè. Đây. Vừa tét ra cái bẹ là ảnh lòi ra liền. Ủa nào nặng luôn. Ồ đây có cái kén với con này trưởng thành rồi nè. Nè ai mở không? Có. Đâu để mình bẻ thử nha mày. Đường nhẹ nhẹ thôi. Móc từ bên ngoài ra trước. Thôi cầm đi mày làm cho. Này chắc nghi cái kén này nó vàng nghé, chắc nghi nó biến thành cái con ấy. Ồ. Ồ, có đứa này.
Ôi, nó nhưng chết mà... rồi. Ê, nó sắp biến hình rồi đó. Đúng rồi, nó hơi đen rồi. Ôi, nó sắp biến hình rồi. Đây ngon. Rồi chú này chặt con loại sữa luôn nè. Hấp luôn vô anh. Ghé tao quá. Rồi nó rút vô rồi, nó rút vô. Anh nấp vào chỗ này nè, mà anh rút vô rồi khó lấy quá. Ở đó, rồi, ảnh lòi ra nè. Rồi. Anh trốn hả anh? Anh ăn dừa của tôi rồi anh trốn hả anh? Bỏ vô. Vô trung tâm thương mại rồi, nó nhiều lắm. Đây. Càng vô trong thì con nó càng trắng nha. Ôi, con chỗ này hai con luôn. Ngay chỗ nãy Vinh bắt luôn Vinh. Hai con nằm chỗ. Cái dừa này nó còn cứng quá, mình chơi chiến thuật là mình cột dây rồi mình chặt cho cái đội team mình là kéo xuống nha. Ok. Nè mấy đứa qua bển kéo nha. Rồi tụi con không biết kéo nổi nha chú. Tụi con sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi giờ chú cưa cái là tôi đến thứ ba mấy đứa kéo nha. Một, hai, ba, kéo. Ôi, có quá trời đu luôn nè. Ôi, đu nè. Nó ăn lỗ hang tùm lum luôn. Hú dừa còn không dạ? Con hú dừa này coi như là nó cũng còn miếng nè con ơi. Nhưng mà ở đây trung tâm nè, quá trời luôn nè. Bắt xuống đây nè. Bò lúc nhúc luôn nè. Một con nè. Nè, hai con nè. Ơi, cái dừa này ba con nè. Rồi ở đây là có quá trời con nhỏ trong đây luôn nè. Thôi giờ bắt trước đi. Nhiều quá trời luôn. Con đuông này nhiều thấy ham. Đó, con đuông mẹ. Bự nè. Con đuông tán ngõn luôn. Thôi cái này giờ phải chặt thêm ra mới được. Vậy Vinh đi, Vinh nói không? Vinh nghĩ cái con này chui lên nè. Nó chui xuống rồi. Thôi lên nè, con ở xíu. Tao để mình lấy củ hủ này mình ăn thử coi nó như thế nào nha. Nói chung là củ hủ này nó già rồi, nó hơi mặn mặn. Nói chung là ăn xào ăn được chứ ăn sống không được. Rồi đây con nó bò lúc nhúc đó. Rồi con này nó chui sâu trong đây nè. Ôi mua cái dính con này luôn. Bỏ vô. Bỏ vô. Đáng ơi luôn. Ở đây nó có nhiều lắm. Ở đây hai con luôn. Rồi con này thì dạng khè hả? Ủa chú làm cái cây gì mà sao nó banh chành vậy chú? Cây này đuông dữ lắm con ơi. Có đuông không chú? Có, nãy giờ nhiều lắm bởi chú mới điện con lại nè. Con nhìn coi nhiều quá. Ủa con này con bò hả chú? Con nó trưởng thành rồi, nó sắp bay được rồi. À vậy là mấy con này là con đuông dừa mà nó trưởng thành đó hả? Ừ, mà hồi đó giờ con biết là cận cảnh bắt đuông dừa như thế nào chưa? Thì chưa, con chưa được sợ bắt nó luôn á. Đây nè, con đang nhúc nhích nè. Con nhúc chú. Đây nè, nó đang nhúc nhích lên nè. Thấy không? Đâu, nó đâu? Xích vô chút nữa. Ừ. Nó mềm lắm chú ơi. Ừ mà nó nhúc nhích ha. Đây chú chỉ tay vô. Cảm giác đúng chưa? Được rồi. Nó mềm mà nó. Ủa sao nó mất tay chú ơi? Chui lúc chú trong rồi. Đây nè. Thôi chú bắt cho. Nó mềm mà cảm giác nó đã lắm. Đây nè, cho cầm thử nè. Đừng có đi. Cầm giác đã lắm chú ơi. Con này có cắn không luôn. Con này có cắn không mà sao? Có hai cái hàm răng nó cắn dữ lắm á. Thôi để giờ tranh thủ bắt đi, để lát nó rút vô sâu á. Ê chú ơi, thôi giờ làm vậy cho dễ nè. Giờ chú chặt con hủ này ra đi, con kiếm trong đây coi có con nào không. Rồi ok. Rồi chú cưa cho nó rớt cái đọt xuống luôn nè. Đây là cũng là lần đầu mình bắt nha các bạn. Mình chỉ là ăn thôi chứ mình chưa có bắt. Ôi, nó rớt rồi nè. Mình phát hiện dưới đây có mấy con nữa nè, đang nhúc nhích nè. Ờ đây nè, tụi một con nè. Rồi đang con nữa nè. Đang rút dưới ó đó. Rồi mấy con này rút dữ lắm nha. Được hai con nè. Rồi mạnh mấy đứa là mày lấy cái đọt dưới đi. Dạ ok chú. Dạ đây tiến hành nè. Ừ rồi giờ chú thì bắt trên đây. Trên đây còn nhiều lắm. Đây nữa nè. Rồi. Chui đây nè. Đó. Quá tài luôn anh. Ừ. Chào là mình sẽ chặt thử ngọn dừa này coi có con đun dừa không nha các bạn. Bất ngờ quá. Không biết có con đun dừa này trong đây nữa không. À, có nè. Có. Mày con đun luôn coi. Lấm. Nó chạy. Trời ơi, con làm sạch sữa luôn. Đợi con đang chặt nó chui ra coi. Từ từ đừng manh động quá đó, nó bị sạch sữa. Tụi con thường á thắc mắc là con hú dừa đó ở đâu đúng không? Đây là cái phần toàn bộ con hú dừa nó ăn hết rồi nè. Thấy không? Còn con miếng ở đây nè. Ê kìa mà anh kìa mà. Ôi ơi, đừng rớt nha các bạn. Mình chặt nó rớt nào luôn à. Ủa?
Ủa mà khoan, sao đầu nó màu cam nè? Tại vì nó chưa có biến thành màu đen. Nó tính tá tanh luôn kìa. Giờ mình sẽ chặt cái bẻ giờ nha các bạn. Cái đó là gì Vinh? Tao để anh mồi ra. Ôi, chưa chặt tới. Cái này là cái ảo ong hả em? Ủa đâu phải? Cái kén à. Trời ơi. Cái này là cái kén là gì? Trời ơi, đưa anh mạnh review nè. Anh đang đợi kén hả? Con biết làm. Ủa? Ủa? Rồi bể bể rồi. Ủa mà con này là con gì? Đạm con này lên. Ok. Đây là con hơi vừa vừa, này là con hơi già. Con này nó phát triển rồi, bắt đầu nó phát triển thành con bọ, nó bay luôn. Nó biến đâu đây để con nãy em thấy rồi. Ôi ôi ôi, con kén hả? Kén hả? Kén hả? Kén hả? Từ từ nha, để nó bể. Nhẹ nhẹ. Ôi ôi. Vô mảnh rồi. Đông đông. Có gì vậy? Ây da. Nói chung là ăn được không con? Được, nhưng mà nó có điều nó vỏ nó hơi cứng. Kệ nó không sao, miếng ăn được là ok. Mình phát hiện ở đây là có cái lỗ nha. Mình nghi là có sẽ có con đuông nha. Đó, chặt kìa. Dính không? Không biết có không nha các bạn. Mồi nãy giờ chưa xong cái cụ hủ này hả mạnh? Ê, có nè chú ơi. Có đó nè. À, con này nó trưởng thành rồi. Rồi đây chú phụ cho. Ok chú. Đây, giờ mình chặt ngang đây luôn đi. Đó, chặt ngang qua đây đặng mình dễ tách bẻ. Rồi, giờ là mình tách ra từ từ nè. Cái chỗ này là cũng là trung tâm thương mại nha. Trung tâm thương mại dữ lắm đó chú. Mấy đứa là tuyệt đối không nên tự dùng dao nha, phải có người lớn hướng dẫn. Đây. Một em cái đầu trùng xuống đất. À, anh em ơi, nó cắn nè. Ghê quá à. Đây nè. Đó, nó mập lúc luôn nè. Lấy Vinh. Nhẹ Vinh. Ôi, mày đã luôn. Mày đã nhất luôn á. Ôi, đó nè. Ôi, ăn được lắm. Cái con này là non mứt luôn nè. Wow. Từ từ, để chạy. Nhẹ thôi Vinh ơi. Ê, sạch sữa. Sạch sữa luôn. Mạnh tay quá. Bây giờ mình thử, mình ăn thử con hủ non này luôn. Điều chú ơi. Chị đưa miếng ăn thử coi. Con ăn được chú ơi. Sao chú rồi luôn? Này còn non nè. Nãy chú ăn ở dưới kia thì nó hơi già. Này non dữ lắm này đây. Này thử coi. Thấy không? Còn non phải không? Đó. Vậy là nói chung là nó ăn là mới có một nửa bên của hũ à. Còn một nửa bên đây còn nguyên, nhưng mà mình sẽ bắt hết luôn. Bắt ra. Đó. Ôi, ôi con này không? Nó. Wow. Bắt đây. Bắt đi. Ủa nhiên. Hai con luôn. Rồi còn trong nữa. Đây con ơi. Từ từ đừng bóp. Đây nè, trời ơi, ba con luôn. Wow. Mấy con non không à? Ba con luôn. Bi ly luôn. Bắt vô bao nhiêu? Rồi. À, như nay cũng có đậu à. À đây còn. Ui, trời. Còn luôn. Còn nữa nè. Còn con luôn. Đây rồi, quá trời luôn. Bỏ con này vô đây đi. Coi cái gì bự lắm nè. Nào nặng luôn. Ủa, nó nhúc nhích nè. Mình phải đường nương thôi, nó sạch sữa. Ủa, con này non. Ôi, quá trời bự luôn các bạn ơi. Nó nóng hổi luôn á. Mấy con đuông đây non quá, giờ có ai dám ăn không? Ôi chú ơi. Trời nè. Omae wa mou shindeiru. Ai? Rồi con. Chú ăn đi chú. Chú ăn rồi, ngon lắm. Cô thấy này nóng hổi luôn á, để cô thử ăn coi nha. Dạ bạn không? Ôi, trời ơi, nó cắn. Nó làm màu nữa. Nó tóm lại là đuông là đặc sản đó, không dễ kiếm đâu. Ủa, đặc sản miền nào chú? Đặc sản miền Tây. Hồi đó là cô chú mua về á, ăn thử, người ta nói ăn ngon lắm, mua về là 5.000 hoặc 10.000 con đó. Ôi, cái đọt này nó còn nguyên luôn nè. Ôi, giờ mình đem miếng mà hút. Rồi, cái chỗ này còn non mứt luôn nè. Chắc không có con nào đây chú ơi. Thôi cho mấy con đó ăn đi. Rồi. Chỗ này còn non lắm nha. Ê, còn con núp trong cái lỗ này nè. Ơi, nó đục. Ô, rồi. Bà chặt nó quá lỡ tài. Rồi, chặt làm hai luôn rồi. Rồi, thôi như coi như là cái dừa của mình đã xong. Một cái dừa thì mình bắt được nhiêu đây đuông non này nha. Ô, cũng nhiều quá. Đó, nhiêu đây đuông non nè, để đếm được bao nhiêu con. Trang đếm đi Trang. Dạ thôi, không dám cắn. Đếm bỏ vào nè, đếm đi. Đây. Đếm bỏ vô lỗ nè. 2 4 6 8 40 42, con này nó không tính. 43 con. Tại phần cái dừa đó là mình còn nữa các bạn. Do là ở chỗ đó nó cứng lắm, nó khó lấy nên là mình không có chặt nữa. Vậy là cái dừa này là khoảng hơn 50 con đuông á. Rồi bây giờ là mấy đứa tính làm gì mấy con đuông này ăn nè. Chặt thêm cây nữa. Quên còn cây nữa. Nhưng mà tao chặt kịp không đó anh. Bây giờ mình không chặt nó sẽ ăn những cái dừa lan là sao? Mấy đứa uống dừa không? Dạ. Rồi chú chặt dừa cho mấy đứa uống nè. Dạ. Ơi non quá. Đang tại ngọt không?
ngủ uống đi. Em ngủ chung nha. Thôi cho Tài đi cái nha, còn ngay Tài. Dừa này không được ngọt lắm chú ơi. Nói chung nó còn hơi non. Nó chua chua ngọt ngọt. Rồi bây giờ là mình sẽ triển khai cái dừa này có được bao nhiêu con nha. Thôi cây có một con nè. Con này là cũng trưởng thành rồi. Rồi cây này cũng tiêu tan luôn rồi. Nó ăn vô tới trong luôn nè. Trời ơi. Rồi nó ăn banh của hũ luôn rồi. Vậy là cây này cũng vậy rồi. Nó ăn banh của hũ luôn nè. Ở trong đây toàn là mùng dừa không à. Ôi ôi. Ở đây có một con nè. Trời con này mập lúc luôn. Cái con này khổng lồ luôn nè. Thầy Vinh. Rồi có bông dừa luôn nè. Đây bông dừa đây nè, ba cho mấy đứa nè. Ôi trời, cái này đi chặn hoa làm được không? Ơi, cái này giống bông lúa. Chú ơi, con hẹp nuôi dừa quá, bây giờ mình ăn liền được không chú? Rồi chú, con muốn món này ăn như thế nào? Rồi thôi bây giờ á, để em vô em lấy bếp ga với lại nước mắm ra. Mình vừa ăn cái món đun chiên với lại nước mắm, ăn sống đun luôn. Ồ. Tại có ai dám ăn sống không? Thôi, con. Rồi, lỡ dám ăn luôn hả? Dạ dạ. Di Tài nữa chú. Không chú. Rồi thôi, lát nữa mình làm hai món ăn, món nào ăn nha. Trong thời gian con đi lấy bếp ga với nồi chiên đồ á, là mình sẽ chặt tiếp cây này nha. Ok. Cây này nói chung là mình thấy cũng hơi nhiều quá. Thôi chú cứ chặt đi, khi nào chú mệt thay viên cho con. Ừ. Ồ, gì đó đây nè. Ôi, ổ luôn hả? Ổ luôn một lúc luôn. Ôi, nó sạch sữa nữa rồi mình ơi. Trời ơi, con nói rồi nghi lắm mà. Trời ơi, con này nó bự mà nó sạch sữa rồi. Để chú hử thử coi. Không có mùi thúi của mùi củ hủ dừa mà cái mùi đặc trưng của con đun dừa. Ờ, tới mình luôn nha các bạn. Ừ. Như là anh thấy y chang là cái mùi củ hủ dừa, y chang luôn các bạn ơi. Vậy là mạnh này có lý nha, ăn sống được á. Thôi chú ơi. Bây giờ mình sẽ đổ nước vô, mình rửa mấy con đun này cho sạch, một lát nữa mình sẽ chế biến. Mình rửa sạch rồi bây giờ mình lựa ra mấy con đun trắng mà nó nhỏ, một lát nữa mình sẽ ăn sống nó mềm á con. Yeah. Còn như con đun mà già màu vàng vàng lát mình chiên ăn. Rồi bây giờ mình sẽ sắc ớt. Trời ơi, ghen hết nhiều vậy, cay lắm luôn chị Giang. Cái này ăn cay mới ngon Vinh ơi. Bắt đun dừa mà ăn tại chỗ về đúng bài luôn hết tao con. Bây giờ cái phần này là lát nữa mình sẽ chấm nước mắm nè. Còn cái số này con sẽ chiên. Cô ơi làm lẹ lẹ cô ơi, con hèm lắm rồi. Chế nước mắm vô tay. Trời coi. Ăn sống nè anh Mạnh. Rồi ăn ướp đi cho các bạn ăn sống. Hèm quá rồi. Ê con nó bơi nè anh em. Con nó bơi nè nha. Đun nước bơi, đun nước bơi. Đây, đun ơi đun. Đó. Trộn lên cho đều chiếc cho thằng rõ rõ được rồi tay được rồi. Rồi rồi, một chén nước mắm luôn. Rồi, rồi. Chén nước mắm luôn nè anh. Bây giờ là ai dám ăn nè? Con. Với Tài nữa. Thôi anh em không dám ăn đâu. Thử con đi ngon lắm. Thử đi. Thôi. Thử đi. Nè cầm đi, cầm đi. Thôi mà thôi chú không ép ai muốn ăn thì ăn nha. Như lại với Mạnh với Vinh không? Rồi thôi giờ lại ăn trước đi. Con nhỏ được chứ. Được, con ăn con gì ăn? Ơi bình thường em ơi. Cắt cái đầu bỏ. Trời ơi bự ghê. Con đang ngắm vô hả? Cắt cái đầu bỏ nha. Rồi bự vậy em. Cắn cái đầu đó. Cảm giác thế nào? Béo béo nó ngọt ngọt. Ngon không? Nói chung ăn được không? Được. Rồi rồi. Rồi tên Mạnh đi. Đó mình chơi con cái dây nha. Cắn cái đầu nó ra nha. Rồi giờ thử nó coi. Sao tim lần này lúc này nó đập nhanh quá chú ơi. Con đuôn này thường. Con đuôn này nó sạch lắm. Sạch không quan trọng là nhúc nhích thấy sợ kìa, rung rung á, rung. Lục. Kéo đi nha. Sao? Bé bé đúng không? Ngon không? Cay. Đúng rồi, cay quá cô ơi. Kiểu như trong cơ thể nó là nó mềm, hơi bé béo. Còn ngoài da thì nó tất nhiên là nó phải dai. Đúng rồi, Mạnh diễn tả quá rất là đúng luôn á. Lại tính ăn nữa gì kìa anh? Ăn nữa không? Rồi Trang ăn thử rồi. Dạ thôi, dạ thôi, dạ thôi. Em ăn không? Thôi không ai dám ăn à. Bây giờ trong thời gian tụi con ăn cô chiên. Ừ. Lại nó muốn ăn nữa rồi nè. Rồi ăn nữa đi. Lựa hoài lại ơi, lựa tới lựa luôn thôi. Lựa cũng con đã này. Mình ăn còn. Rồi con này cũng bự bự cắn cái đầu nha. Hay. Kỳ ra, kỳ ra. Hay quá lại ơi. Ngon quá, ngon gì nữa. Giòn tan khó tưởng. Thôi nó Tài đi. Nó Tài vuốt đi Tài. Cho con thử đi cho biết.
Trời ơi, đặc sản á, này không phải kiếm được đâu. Đùng đùng quá, không gấp đũa được cậu ơi. Trời ơi, ăn mà rốt. Thôi giờ để anh gấp cho em ăn. Ok, được rồi kìa. Ai lộn đầu rồi. Lộn rồi. Anh cầm đầu nó tắt mũi đó. Thanh niên mà sợ gì. Cắn mạnh lên, giật ra. Lấy tay giật luôn. Giật, lấy tay giật chứ. Từ từ, đừng nốt, từ đừng nốt. Được cay. Cay mà có ngán không, có sợ gì không? Dài. Đâu cảm giác gì đâu phải không? Béo. Rất cay luôn, chạy ra một đống hết rồi vậy. Cay lại chưa ăn rồi. Vinh ăn kìa. Rồi Vinh chơi luôn hả? Mới lạ. Thôi vậy không ăn tới ba. Rồi ba ăn cho. Rồi tới chú ăn là chú phải ăn con trắng nõn nè như vậy nè. Trời ơi, con này con thấy nó cũng hơi bị bự á chú. Ừ, rất là bự luôn nha. Rồi lần trước chú ăn rồi nhưng mà nó có hơi ớn ớn, nhưng mà ăn quen rồi thấy ngon. Có động lực chú ăn không? Nghĩa chú ơi. Chú bỏ hơi nhiều quá. Rồi cái đầu nó. Chú sẽ ăn thêm miếng ớt nữa. À chú lấy độc thì độc à. Chú không sợ ớt. Trời ơi. Quốc thêm con nè. Ớt giỏi vậy nha. Ủa con này cũng nhỏ mà. Thách chú là ăn hết nguyên chén này không? Okay. Anh em nào có ý kiến? Con chú là ăn hết cái chén, ăn luôn ớt chú. Đúng rồi. Không, cái này ông ép nhà để lát nữa Tào Tháo được. Nói tóm lại là chú review ăn cho mấy đứa biết thôi. Chú ăn nhiều quá thấy cũng ớt. Tới cái món chiên nè. Đâu? Rồi. Món chiên là mãi đỉnh. Rồi giờ là ai ăn món chiên thì ăn, em ăn sống thì ăn nha. Đây, lại ăn sống nè. Là ăn sống nè hả? Đây là lại hè mà chứ không có sợ gì nữa nha nè. Tại con thấy cũng sợ sợ nhưng mà rồi. Ăn vô là hết sợ. Rồi món chiên của mình nó phình lên nè. Ủa mà sao thấy hơi bị thơm á chú ơi. Thì là thơm luôn. Ủa con này có bầu gì mà bự dữ ta. Có vô dầu nó phình lên á con. Ừ. Con thấy được bên trong đó luôn á. Đúng rồi có sữa. Thôi bây giờ là chiên luôn nha. Chiên nước mắm. Để em gấp mà cái chín nó ra. Mà con chín. Rồi xong rồi nha anh em. Rồi thích rồi tụi con. Nè. Rồi. Tay vô tay. Ê có nước chấm chưa, có nước chấm chưa. Đây. Rồi rồi. Vô mảnh rồi. Anh em nào hèm ăn trước đi. Đầu. Chơi chen nha. Chen trước đi. Nóng không? Nóng. Chừng nóng. Nóng thế. Em ăn này hay sao chen? Ở bên ngoài á, nó giòn giòn, dai dai. Thơm không? Bên trong nó béo. Thơm nè. Thơm. Nè để coi thưởng thức đây. Có điều hơi nóng nha. Rồi mình mời các bạn cùng ăn luôn vừa chiên tại vườn luôn nha. Hơi nóng. Nóng lắm, từ từ đi mấy đứa ơi. Đúng rồi. Ở ngoài giòn. Ở trong thì nó béo, nó ngọt ngọt nữa, ngon quá ngon luôn á. Ủa nguyên con nhộng này con ăn được không vậy? Được, ăn nguyên con được luôn. Tại con đó là nó không có cái răng. Rồi chị thử ăn nhộng nha các bạn. Đâu lần đầu tiên ăn nhộng luôn á. Ừ. Ừ, ngon gớm mà. Ngon rồi nè. Ăn thử nha mày. Tại béo. Chị con ngập lúc luôn vậy nè. Ngon không? Con nhộng nó ngon quá. Rồi giờ thì chú nha. Ngon quá. Ừ. Béo à. Ừ, ngon. Béo cực kỳ luôn. Em thử con nha. Ngoài giỏi nó hơi dai dai. Con đuông. Ăn chân gập à. Không nghe mùi gì. Sao tài. Đúng rồi, dễ ăn con kia. Đúng rồi, nó chín nó giòn, dễ ăn hơn sống, mỡ nước mắm nha. Rồi đây cô quay cho. Con ăn được. Sao vậy? Biết, ăn không được. Trời ơi. Kỳ vậy, ăn chén sống ăn được, ăn được. Kỳ vậy. Lạ, đại con ăn thử con coi. Ăn đại thử coi. Thì ăn đi. Ôi ơi, thèm quá các bạn ơi. Mà công nhận cái đuông này mình chiên nó càng ăn càng ghiền đó tụi con. Không, chân mừng quá luôn. Nó vừa béo mà vừa giòn nữa, nó vừa ngọt ngọt nữa. Rồi, thưởng thức đi Mạnh. Nhiều mới đã. Rồi, mai nắm giúp anh em vô nha. Như con này còn sống mà. Táp vô mà còn bé bé. Chín hết rồi. Mạnh trợn mắt ghê vậy. Nó ngon. Con này nó béo hơn nhiều à. Nó tóm lại là cái kết luận cuối cùng của mình là ăn chín nó ngon hơn ăn sống ha. Đúng rồi. Ăn chín nó thơm, nó vừa thơm. Trời, thanh niên này ăn sống ngon hơn. Nói chung là tùy mỗi người nha. Mình ăn xong bây giờ mình sẽ hái cốc ăn luôn nha. Yeah. Đúng rồi đó. Bây giờ mình ăn xong vừa có tráng miệng cốc luôn nè. Đây chùm siêu nhiều nè. Đây mình cầm luôn nè. Cho con hái nó luôn. Ăn chín cây luôn. Trời, ăn chín cây luôn. Mời nè. Trời này làm rớt hết luôn rồi mà. Trời ơi, cốc nhiều mà không sao đâu. Rồi giờ mình sẽ chấm muối ăn cốc nha các bạn. Đó, chơi cứ vậy nè mới ngon. Ngon quá các bạn ơi. Mình ăn tráng miệng xong rồi giờ là mấy đứa phụ chú đốn tiếp cái thứ hai nha. Ok. Dạ. Đến chú ơi. Còn đây chắc chắn á. Ôi giời ơi. Sao con cưa hết trời. À, đưa dây chú. Trong cái show. Trời.
Trời ơi, nó bò lạng đã luôn nè, một con nè. Ở đây nó rút xuống con đó nè. Quá đã ơi. Ở đây quá trời đuông mà trưởng thành luôn nè. Ủa là cỡ mười mấy con không chú? Cỡ 3-4 con, 5-6 con vậy á. Rộn rộn ba con ơi, rộn rộn. Ồ, quá trời con đuông trưởng thành luôn nè. Trưởng thành không lấy nha. Rồi cứ xử tiêu diệt luôn. Tiêu diệt mấy trưởng thành đi. Bỏ vô đây đi. Cứ bỏ vô thao đi rồi tiêu diệt sao? Rồi thì nó rút đâu hết luôn, nãy thấy quá trời luôn, nó rút đâu hết rồi. Ôi chừng nó rớt nó bay rồi chú ơi. Nó khoét cái lỗ, nó chui xuống lỗ rồi. Đây 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 đây. Rồi, rồi. Đây ảnh chui nhưng mà còn này nổ ngố con này bự. Con này ú ú luôn. Rồi cái áp chú bài của mình là cái củ hủ đây nè. Giờ mình sẽ chắc ra. Nó ăn cũng bấy như bên kia luôn ha. Nói chung là cái này là mình phát hiện kịp thời á. Nên nó ăn nửa bên hà, còn nửa bên đây còn nguyên nè. Nhưng mà em thấy này ít nè. Sâu múc trong đây luôn nè. Đây còn kén, còn kén nè. Kén đi chú. Kén này mẹ em nghĩ nó cũng không có đâu. Ờ còn nhưng mà anh nãy nó dập rồi. Nè nó bị dập rồi. Nó mềm lắm, đụng nhẹ cái là nó dập liền à. Rồi. Cái con này là nó cũng sắp trưởng thành rồi nè. Mà kệ lát mình lấy chiên luôn. Đó, hồi quá thì kén luôn nè. Chú. Ủa kén nè. Kén gì quan trọng, nó có ở còn ở trong không? Ôi, ôi, đúng rồi chú. Ôi, cái con này nó nhúc nhích luôn. Nó cút đi trong rồi nè. Ơi, nó tự em rồi chú. Ừ. Ôi, bởi vì con đó người ta. Thôi con này là mình chiên ăn được. Rồi đây đây. Rồi con này non luôn nè. Rồi mở ra. Ừ, mở từ từ thôi. Ôi, nó đi rồi. Đi hả? Ở đây con cái gì nè. Con này cũng sắp trưởng thành luôn rồi nè. Mấy con này nó sắp trưởng thành hết rồi. Mình phát hiện trễ là đi hết luôn á. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. À, nó lòi ra luôn kìa, bắt nó lại. Không có, em đẩy nó ra đó. Trời, nó ăn bấy con hủ luôn rồi. Như nó chưa vô được. Ủa, trong đây nó thúi luôn quá à. Thúi bùm à. Trời, hết rồi anh ơi. Ừ, sao nó ăn vô tới đây nó mất tiêu hết rồi ta. Mê chú ơi. Ê, trời, còn con. Còn con mà chú dẹt nó rách luôn à. Rồi, vậy là cây dừa bên đây nói chung là nó ít hơn cây dừa bên kia. Các ngày nay mình trải nghiệm bắt đun dừa. Mấy đứa hay nào. Còn hay là đun dừa ngon mà ăn sống thì nó hơi sợ sợ. Ừ, chú cảm thấy mệt quá. Nhưng mà nó tóm lại là hôm nay mình đã ăn được cái món đặc sản. Rồi thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ nhấn like, nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo của mình nha. Bye bye bạn.